tặng âm nhạc trực tiếp ngày hôm nay. Và xin được mời bộ phận kỹ thuật nối máy với quý vị khán giả tiếp theo đi ạ. Vâng, xin được nhắc lại với quý vị khán giả, để liên hệ với ban biên tập VOH, các anh chị hãy gọi đến số điện thoại của công ty và bấm số extension 1234 để được nối máy với ban biên tập VOH và gửi những lời chúc thân thương nhất của mình đến những người thân yêu. Và hiện nay ban biên tập đang rất là chờ đợi vị khách tiếp theo của chương trình VOH. Không biết là ai sẽ là vị khách tiếp theo của chương trình ngày hôm nay đây ạ? Alo VOH xin nghe ạ. Alo VOH xin nghe ạ. Chào VOH, chị Thủy nè em ơi. Dạ chào chị Thủy ạ. Ừ. Dạ thì VOH rất là chào mừng chị đã đến với chương trình ngày hôm nay. Thì trước tiên chị có thể chia sẻ đôi chút về tình hình công việc những ngày cuối năm như thế nào không chị? Ừ thì công việc nói chung là cũng nó cũng có chút xíu bận rộn, rồi làm một số cái như là để mà ra hóa đơn nè. Dạ. Làm báo cáo nè, kế hoạch nè. Nhưng mà khi mà nghe có chương trình VOH thì chị cũng rất là mong muốn để mà gửi một cái bài hát để tặng đến tất cả mọi người mà. Chị Thủy thì là phòng FSI Hồ Chí Minh. Dạ. Dạ chị Thủy là có thể chia sẻ với các bạn thính giả chúng ta ngày hôm nay tên bài hát cũng như những lời chúc nào cho các bạn hay không? Ừ. Thì dịp phát sóng chương trình Tất Tỏ Diệu Kỳ và cũng như dịp Giáng sinh với lại năm mới đang đến gần á, thì chị muốn nhờ chương trình phát cho các ca khúc là khúc giao mùa ha. Dạ. Để gửi tặng tất cả các bạn do thành viên của phòng FSI Hồ Chí Minh. Cái đến đó là chị muốn gửi bài hát này đến tất cả các anh chị đồng nghiệp đã cùng nhau gắn bó nè, cùng nhau làm việc rồi nếm trải cả những niềm vui, nỗi buồn và cả những khó khăn hay là những thành công. Chúc phòng FSI Hồ Chí Minh và chúc tất cả các anh chị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Quên là chúc cho VOH nữa chứ. Chúc cho VOH ngày càng phát triển và có nhiều fan hâm mộ nha. Dạ. Xin cảm ơn các chị đã dành thời gian gửi những lời chúc rất ý nghĩa đến với các bạn đồng nghiệp. Hy vọng chị sẽ luôn đồng hành với VOH trong các chương trình sau. Rồi, cảm ơn em nhiều, cảm ơn VOH. Vâng, và kính thưa quý vị, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Khúc Giao Mùa do ca sĩ Trịnh Lam và Lam Anh trình bày. Đây là món quà đến từ chị Lê Hồ Như Thủy ở phòng kinh doanh tài chính ngân hàng gửi đến tất cả các anh chị quý vị thính giả đang nghe chương trình VOH. Xin mời các anh chị cùng đến với ca khúc Khúc Giao Mùa. Cầm tay nhau bước trong giao thừa, đón xuân đang về với tình yêu trái đất này. Bên em anh say trong hạnh phúc, đôi môi em anh ngỡ cánh đào. Bên anh em nghe trong lòng hát những giai điệu tình yêu. Ta đi bên nhau đón xuân đang về tới, hôn hoa vào cùng với đất trời. Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc, cuộc đời mãi thắm tươi. Cầm tay nhau bước trong giao thừa, đón xuân đang về. Nhau ánh mắt hân hoan với bao niềm yêu thương cuộc đời. Bên em anh say trong hạnh phúc, đôi môi em anh ngỡ cánh đào. Bên anh
trong lòng hát những giai điệu tình yêu. Ta đi bên nhau đón xuân đang về tới, hôn hò vào cùng với đất trời. Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc, chào mừng một mùa xuân đang tới. Đêm nay ngàn năm sẽ qua, đêm nay ngàn năm mới về. Dù hoa kia có phôi phai, tình còn dài theo năm tháng. Đêm nay ngàn năm sẽ qua, xuân theo ngàn năm mới về. Anh say trong hạnh phúc, đôi môi em anh ngỡ cánh đào. Bên anh em nghe trong lòng hát những giai điệu tình yêu. Ta đi bên nhau đón xuân đang về tới, hôn hoa vào cùng với đất trời. Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc, cuộc đời mãi thắm tươi. Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc, cuộc đời mãi thắm tươi. Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc, cuộc đời mãi thắm Vâng, kính thưa quý vị thính giả, và chúng ta đã vừa đến với những giai điệu rất là da diết đến từ ca khúc Khúc Giao Mùa. Và giờ đây chúng ta sẽ cùng đón chờ vị thính giả thứ hai sẽ lên sóng trong chương trình của VOH ngày hôm nay. Xin mời bộ phận kỹ thuật nối máy đi ạ. Alo, VOH xin nghe. Alo, VOH xin nghe ạ. Alo. Alo, vâng, xin chào chị ạ. Chào VOH. Dạ, chị có thể giới thiệu đôi chút thông tin về bản thân cũng như là đơn vị công tác được không ạ? Mình tên là Hải Đường, hiện đang công tác tại bộ phận QA/QC của trung tâm HSHOP, Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị thính giả, và hiện nay chúng ta đang được nói chuyện với chị Hải Đường đến từ trung tâm HSHOP của thành phố Hồ Chí Minh. Và chị Hải Đường ơi, trong cái thời gian chào đón Giáng sinh này thì ở bên HSHOP có trang trí hay là có điều gì thú vị không ạ? Chị có thể chia sẻ với quý vị khán giả được không? Tại vì hiện tại thì bên HSHOP cũng đang rất là bận rộn dự án. Nhưng mà để mừng cho Giáng sinh cũng như là mừng năm mới thì HSHOP của mình cũng có trang trí phòng làm việc. Tuy là không nhiều lắm nhưng mà để cho có không khí làm việc. Và cũng chuẩn bị có một bữa tiệc vào ngày mai để mừng Giáng sinh năm mới. Vâng ạ. Rất là hoan nghênh tinh thần của chị Hải Đường khi mà đã tham gia đến chương trình VOH ngày hôm nay. Và đến với chương trình, chị có muốn gửi tặng bài hát nào không ạ? Có, mình muốn gửi tặng toàn thể anh chị em HPT và nhất là các anh chị thân yêu ở HSHOP một bài hát. Đó là bài hát Sài Gòn Giáng sinh. Vì mình rất là biết ơn HPT và HSHOP đã cho mình có một cái môi trường làm việc rất là chan hòa và cho mình được là chính mình, có những cái ước mơ, những dự định, những trăn trở, cũng còn đó những thiếu sót, nhưng mà mình hy vọng là trong năm tới thì mình sẽ có thể cùng phát triển cùng với HSHOP. Nhân đây mình xin kính chúc các anh chị HPT và cũng như kính chúc các anh chị toàn thể HSHOP sẽ có một mùa Giáng sinh an lành, ấm áp và một năm mới có nhiều hạnh phúc, nhiều thành công mới, nhiều bước chuyển mới. Vâng, xin được cảm ơn những lời chia sẻ rất là chân tình và dễ thương của chị Hải Đường gửi đến toàn thể công ty HPT. Và hy vọng rằng lời chúc của chị Hải Đường gửi đến các anh chị công ty HPT sẽ được trở thành hiện thực. Và kính thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với món quà của chị Hải Đường, ca khúc Sài Gòn Giáng sinh. Mình cũng xin cảm ơn VOH và mình
Xin chúc VOH luôn có nhiều sức khỏe, luôn có nhiều nhiệt huyết để luôn là người bạn tinh thần của các nhân viên HPT. Vâng, ban biên tập VOH cũng rất là cảm ơn chị Hải Đường và mong rằng chị Đường cũng như tất cả các anh chị công ty HPT sẽ luôn sát cánh cùng chương trình VOH trong tất cả những số tiếp theo. Xin chào. Vâng, xin chào chị Đường ạ. Và xin mời các Sài Gòn Giáng sinh. Sài Gòn Giáng sinh cũng đã vừa kết thúc. Đây, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với vị thính giả tiếp theo của chương trình. Xin mời bộ phận kỹ thuật hãy nối máy với vị thính giả tiếp theo đi ạ. Alo, VOH xin nghe. Alo, VOH xin nghe. Chào VOH. Dạ chào chị. Thì VOH rất vui chào đón chị đến với chương trình ngày hôm nay. Thì trước tiên chị có thể giới thiệu đôi chút về bản thân cũng như công việc đang công tác không ạ? Mình tên là Phạm Lê Hằng, mình đang làm bên hành chánh HO. Thì hiện nay mình đang công tác bên trung tâm phần mềm HSHOP. Thì nhân dịp dạ hiện tại là đã còn 2 ngày nữa là đến Giáng sinh rồi, thì chị có thể là chia sẻ đôi chút về kế hoạch đón Giáng sinh vào cuối tuần này không? Kế hoạch của mình á, là trong cuối tuần này á, là sẽ phối hợp với các phòng ban của HSHOP để tổ chức sinh nhật mừng các bạn có ngày sinh từ tháng 9 đến tháng 12 và tiệc Noel luôn. Thì bên mình đã chuẩn bị xong tất cả, chỉ còn chờ đến ngày mai là khoảng 4 giờ là bên mình sẽ khai tiệc. Dạ, thì sẵn nhân dịp là Giáng sinh sắp tới, chị có bài hát cũng như lời chúc nào muốn chia sẻ đến các bạn đồng nghiệp của mình hay không? Thì nhân dịp Giáng sinh thì mình cũng chúc cho các bạn ở HPT, đặc biệt là ở trung tâm phần mềm và chị Đinh Hà Di Trinh, anh Nguyễn Thành Long cùng gia đình đón một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Dạ xin cảm ơn chị. Thì em nghĩ là chị Đinh Hà Duy Trinh cũng như anh Nguyễn Thanh Long sẽ rất vui khi nhận được bài hát này cũng như lời chúc từ chị. Chị cũng có thêm một số chia sẻ là trong cái thời gian qua thì cuộc sống của em có rất nhiều điều không vui xảy ra. Thì chị Trinh và anh Long là những người chị, người thân
vì anh thân yêu luôn sát em từng lúc, từng giai đoạn khó khăn nhất, đã giúp em vượt qua mọi khó khăn, cho em niềm tin vào cuộc sống và luôn cho em những lời chân thành nhất, những lời khuyên chân thành nhất, giúp em tìm lại chính bản thân mình. Em không biết cái thể hiện cái tình cảm của mình như thế nào, chỉ biết là luôn ghi nhớ những cái tình cảm của anh chị với em. Anh chị luôn là một người là số một, luôn là người em kính trọng và thân yêu. Cho em xin gửi đến anh chị cùng các bạn bài hát Tiếng Chuông Ngân. Và xin cảm ơn chị ạ. Thì em nghĩ chắc chắn là chị Trinh và anh Long sẽ nhận được những lời chúc rất là thân tình và đầy ý nghĩa của chị. Thì hy vọng chị sẽ luôn đồng hành cùng chương trình VOH trong những số tiếp theo. Rồi, xin cảm ơn VOH chị nhiều. Và dạ, chúc VOH thật nhiều sức khỏe. Dạ, rồi, xin cảm ơn chào chị. VOH. Phong ơi, thì trong thời gian lúc này chúng ta cũng đã nhận được một lời nhắn từ một vị thính giả như sau. Đó là anh Nguyễn Thành Nam với lời nhắn: vậy là đã tròn đúng một năm sinh nhật của VOH, cũng là một năm từ lời chúc lần trước. Chúc phòng giải pháp truyền thông và bảo mật chúng ta đoàn kết và hoàn thành kế hoạch năm 2011. Một năm trôi qua, tất cả các thành viên đã cùng nhau trải qua những thời điểm khó khăn và vất vả. Nhưng đến thời điểm này, có thể hãnh diện và tự hào rằng chúng ta đã đạt và vượt kế hoạch năm 2011 một cách xuất sắc. Mong rằng mỗi chúng ta hãy nhìn lại những gì đã trải qua để vui hơn, vì cả phòng đã chung sức với nhau làm nên điều đó. Và tiếp theo những Noel thứ 2, thứ 3, hãy thật vui nhé. Chúc các anh em có một đêm Giáng sinh an lành, hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu. Và anh Nguyễn Thành Nam xin được gửi bài hát The First Noel xin gửi tặng đến các anh em. Và mong rằng các anh em sẽ luôn luôn ở bên cạnh nhau và có một đêm Giáng sinh thật hạnh phúc. Và giờ đây chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Tiếng Chuông Ngân là quà tặng của chị Phạm Lệ Hằng. Vâng, xin mời bài hát Tiếng Chuông Ngân. Mình cùng nắm tay vui cười, hòa bình đến cho muôn người, cùng cất tiếng ca mừng vui. Mừng ngày Giáng sinh an hòa, mừng hạnh phúc cho muôn nhà. Từ thành phố hay đồng quê, muôn nơi vui tiếng hát ca vang lừng. Hey, đêm Noel, ta hãy cùng vui lên. Đêm Noel, ơi đêm ta xin ăn trên bàn hòa bình cho trần thế. Đêm Noel. Alo, ban biên tập VOH xin nghe. Alo, ban biên tập VOH xin nghe. Rồi, chào anh. Dạ, chào anh. Thì VOH rất vui được chào đón anh đến với chương trình Chiếc Tất Đỏ Diệu Kỳ. Thì anh có thể chia sẻ đôi chút về bản thân cũng như là công việc hiện tại công tác tại HVT hay không? Sorry là mình là cựu HVT. Dạ. Mình biết HVT có cái chương trình ở VOH. Thì mình muốn gửi là nhân dịp Noel, mình muốn gửi cho tất cả các bạn HVT một bài hát cho đêm Giáng sinh, chúc mọi người Giáng sinh an lành. Bài hát tên là tên mất tiêu rồi. Vâng, anh cứ bình tĩnh đi ạ. Nhờ tiếng Chuông Ngân hả? Tiếng Chuông Ngân thì Hồ Quỳnh Hương em. À, ca khúc Tiếng Chuông Ngân của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương ạ? Hồ Quỳnh Hương rồi, ai hát không vậy? Biết sao là... Dạ, xin cảm ơn anh ạ. Thì là ngoài ra thì anh có muốn nhắn gửi lời chúc nào đến các anh chị ở HPT không ạ? Nhân dịp Noel thì mình thay mặt các anh em cựu HPT xin gửi anh em một đêm an lành bên gia đình và người thân. Cũng nhân tiện là chúc cảm ơn các bạn đã kết nối máy cho mình từ chương trình VOH. Chúc VOH một ngày làm việc vui vẻ và thành công.
Một món quà rất là dễ thương đến từ một cựu nhân viên HBT, đó là anh Tấn Anh. Và có lẽ như lúc nãy chúng ta vừa nghe xong ca khúc Tiếng Chuông Ngân, nhưng mà có lẽ là những giai điệu giai diết của nó khiến cho mọi người cũng có thể là muốn nghe lại một lần nữa, đúng không ạ? Như vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng đến với ca khúc Tiếng Chuông Ngân một lần nữa nhé. Thính giả, và để đến với chương trình VOH ngày hôm nay, ngoài những vị thính giả đã lên sóng trực tiếp thì cũng có một số cái vị thính giả là các anh chị cán bộ nhân viên HBT, có thể là do đi công tác xa hoặc là do có một lý do nào đó mà gửi những lời chúc offline đến ban biên tập VOH. Và chúng tôi đã rất vinh dự nhận được lời chúc từ anh Nguyễn Quyền đến từ trung tâm Hacksoft. Anh Nguyễn Quyền muốn gửi đến bài hát Way Back Into Love. Đây là bài hát mà anh Quyền nghe lần đầu tiên khi xem một bộ phim khá là hay. Và cùng với những giai điệu nồng nàn nhẹ nhàng đó, anh Quyền muốn gửi kèm lời chúc như sau: chúc cho trung tâm Hacksoft, chương trình VOH, Hot News và toàn thể các thành viên HBT một mùa Giáng sinh an lành, năm mới hạnh phúc, thành công, và mỗi người đều tìm được cho mình the way back into love. Và xin được cảm ơn lời chúc rất là dễ thương của anh Nguyễn Quyền. Và nếu như anh Nguyễn Quyền đang nghe trực tiếp chương trình này trên sóng của VOH, thì anh Nguyễn Quyền nếu như là muốn bổ sung thêm lời chúc gì đó thì anh hãy gọi trực tiếp đến cho ban biên tập VOH nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Way Back Into Love. A shadow overhead. I've been sleeping with a cloud above my bed. I've been lonely for so long. Trapped in the past, I just can't seem to move on. I've been hiding all my hopes and dreams away, just in case I ever need them again someday. I've been setting aside time, clear a little space in the corners of my mind. All I wanna do is find a way back into love. I can't make it through without a way back into love. I've been watching, but the stars refuse to shine. I've been searching, but I just don't see the sun.
some directions, and I'm open to your suggestions. Và kính thưa quý vị thính giả, chúng ta sẽ chào đón vị khách mời kế tiếp, đó chính là anh Lê Đức Quân thuộc phòng giải pháp hệ thống. Dạ xin chào anh ạ. Alo, VOH xin nghe ạ. Alo, xin chào các anh chị, chào các bạn VOH. Dạ VOH rất vui mừng chào đón anh với chương trình Chiếc Tết Đỏ Diệu Kỳ ạ. À cảm ơn bạn. Dạ. Thì không biết không khí Noel trong Sài Gòn thế nào anh nhỉ? Thì hiện nay trong không khí trong Sài Gòn thì cũng thời tiết cũng đã thay đổi, cũng khá là mát rồi anh. Thì là sẵn câu hỏi về thời tiết, em cũng muốn trao đổi với anh về thời tiết ở Hà Nội. Anh có thể chia sẻ đôi chút về thời tiết ở Hà Nội hiện nay có gì đặc trưng? Thời tiết Hà Nội thì nghe nói đêm nay bắt đầu có một đợt không khí lạnh tràn về, chắc là đêm nay Hà Nội chắc là khoảng độ 13 độ. Dạ, thì em nghĩ không khí này thì sẽ rất là đậm chất Giáng sinh phải không anh ạ? Đúng rồi, bây giờ thì Hà Nội đang nắng chiều rất là đẹp. Thì mình hỏi thế vì đã hơn một năm nay rồi mình chưa có gì được vào Sài Gòn. Càng tới Noel thì thấy càng nhớ Sài Gòn và nhớ mọi người trong Sài Gòn. Thì hôm nay lại được nghe các bạn VOH làm những hình ảnh thì mình cũng muốn thể hiện nhà làm vơi bớt nỗi nhớ đó bằng cách là tặng tất cả các anh chị em HTT trong Sài Gòn một bài hát để chúc mọi người có một Giáng sinh thật là đầm ấm bên gia đình và bên người thân của mình. Thì mình xin gửi tặng các anh chị trong Sài Gòn và tất cả các bạn đang nghe chương trình VOH bài hát You Raise Me Up của ban nhạc Westlife. Trân trọng cảm ơn các bạn đã rất nhiệt tình gửi món quà này của mình tới mọi người và chúc cho VOH sinh nhật năm thứ hai năm sau đấy ạ, thì sẽ thành công hơn nữa và sẽ có nhiều chương trình đặc sắc và hay hơn nữa. Xin cảm ơn. Dạ xin cảm ơn anh đã dành thời gian gửi những lời chúc rất ý nghĩa đến với các bạn đồng nghiệp ạ. Thì anh hy vọng anh sẽ luôn đồng hành cùng VOH trong các số tiếp theo. À chắc chắn rồi. Cảm ơn bạn. Dạ chào anh. Và ngay lúc này đây chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức ca khúc You Raise Me Up do Westlife trình bày ạ. Đến với chương trình VOH ngày hôm nay, chúng ta cũng dự được nhận một lời chúc từ một vị khách rất là đặc biệt, đó là chị Võ Thủy Cam Tuyền. Chị gửi lời nhắn tặng cho tất cả các cặp tình nhân, đặc biệt là các cặp sắp đám cưới, và chúc cho các bạn ở HBT Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Và chị gửi kèm với cùng ca khúc
Beautiful in White do ban nhạc Westlife trình bày. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. Heaven hold you. You look so beautiful in white. And from now till my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. Quý vị thính giả ơi, để liên hệ với ban biên tập VOH gửi tặng những bài hát thân thương của mình, các anh chị hãy gọi đến số nội bộ 1234 để được nối máy với ban biên tập VOH nhé. Và hiện nay ban biên tập VOH đang rất là chờ đợi những cuộc điện thoại gọi đến của quý vị thính giả. Và giờ đây chúng ta sẽ cùng đến với vị thính giả tiếp theo. Alo, ban biên tập VOH xin nghe. Em. Alo. Ban biên tập VOH xin nghe. Hi, xin chào VOH. Dạ, chào anh ạ. Thì VOH rất vui chào đón anh đến với chương trình hôm nay ạ. Anh có thể giới thiệu đôi chút về bản thân hay không ạ? Mình tên là Minh Nhật. Mình làm ở trung tâm dịch vụ khách hàng, nhân viên kinh doanh mới. Dạ, chào anh ạ. Thì hiện nay công ty mình cũng đã trang trí rất là nhiều cây thông và món quà rất là xinh xắn. Thì anh Nhật có thể chia sẻ đôi chút với các bạn thính giả của chúng ta ngày hôm nay về cái không khí đón Giáng sinh ở HBT không? Thì Giáng sinh thì mình cảm nhận là nó đang về trên từng con phố, trong từng ngôi nhà. Thì Giáng sinh ở gia đình HBT của mình nó rất là ấm áp và quây quần. Thì anh Nhật ơi, không biết là gần đến ngày Noel rồi, anh có kế hoạch gì hay là dự định gì cho riêng bản thân mình cũng như là đối với gia đình chưa ạ? Thì mình nghĩ có gặp mặt gia đình rồi ăn một bữa cơm ấm cúng với gia đình, rồi đi đâu đó tham quan phố phường, nhìn những cây đèn Giáng sinh lung linh. Dạ, và nhân dịp ngày Giáng sinh sắp tới, anh có muốn gửi bài hát cùng những lời chúc nào đến các bạn đồng nghiệp cũng như người thân của mình không ạ? Thì mình cũng muốn gửi tới những thành viên trong gia đình HBT lời chúc ấm áp và một lời chúc bình an tới một mùa Giáng sinh ý nghĩa trọn vẹn. Mình muốn gửi tới bài hát Melt the Snow của Sene Watt. Dạ, cảm ơn anh ạ. Và xin cảm ơn anh đã dựng những thời gian quý báu để gửi lời chúc đến các bạn đồng nghiệp HBT. Hy vọng anh sẽ luôn đồng hành cùng VOH trong các chương trình tiếp theo. Cảm ơn VOH rất nhiều. Dạ. Và ngay lúc này đây, chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức ca khúc Melt the Snow do ca sĩ Sene Watt trình bày ạ. Và Phong ơi, đến với ca khúc này chúng ta còn được nhận một lời chúc của chị Trần Thị Ánh Nguyệt ở phòng trợ lý văn phòng tổng công ty với lời chúc như sau: chúc tất cả các anh chị em chưa có hay sắp có nửa kia của mình một đêm Giáng sinh thật ấm áp và hạnh phúc. Và có lẽ là ca khúc này chúng ta được nhận đến hai lời chúc nhỉ. Và giờ đây chúng ta hãy cùng đến với ca khúc Melt the Snow do ca sĩ Shannon Wa trình bày. Thank you.
noticed that you've been crying over him. And I wonder why you just don't kick him to the curb instead of giving in. Thính giả ơi, có lẽ là chương trình VOH Chiếc Tích Đỏ kỳ diện ngày hôm nay đang được rất là đông đảo các anh chị cán bộ nhân viên HPT yêu quý, và đường dây điện thoại của chúng tôi reo liên tục. Nếu như các anh chị gọi đến có bận máy thì các anh chị cũng vui lòng chờ trong giây lát rồi gọi lại nhé, chứ đừng quên VOH của chúng tôi. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tiếp nhận một cuộc gọi của vị thính giả tiếp theo. Alo, VOH xin nghe ạ. Alo. Alo. Alo, vâng, xin chào anh ạ. Alo, Lộc xin nghe ạ. Dạ, anh Lộc. Và đến với chương trình VOH ngày hôm nay, anh Lộc có thể giới thiệu một vài thông tin về bản thân cũng như là đơn vị công tác của mình được không ạ? Kính chào VOH và các anh chị em có ở công ty, đặc biệt là phòng mình đóng gói. Mình là Đoàn Đình Lộc, đang công tác lại tại phòng mình đóng gói. Dạ, anh Lộc ơi, anh có thể là chia sẻ một chút xíu hơn nữa, rõ hơn về bản thân của mình được không ạ? Có nghĩa là anh đến từ đâu, quê anh ở đâu á, có thể là giới thiệu với khán giả được không? Alo? Alo, anh Lộc ơi, anh còn nghe máy không ạ? Dạ con ạ. Dạ, thì đến với chương trình VOH ngày hôm nay, anh chia sẻ nhiều hơn một chút xíu về, hình như là anh Lộc này có tham gia chương trình VOH cũng là khá là nhiều, nên em nghe có vẻ là tên cũng quen quen. Vâng, Lộc cũng đã tham gia nhiều lần rồi ạ. Dạ, đúng rồi. Vậy thì anh chia sẻ một chút xíu cho mọi người rõ hơn về mình được không ạ? Vâng, có lẽ là VOH muốn mình chia sẻ về cá nhân hay công việc hay là có lẽ là cá nhân đi ạ. Tại vì mọi người công việc thì mọi người đã làm quanh năm suốt tháng rồi, cuối năm cũng hơi là nhiều việc, cho nên là bây giờ thì chia sẻ cá nhân đi. Vâng, anh đừng ngại ạ. Thật sự thì cá nhân của mình thì chẳng cái gì là nổi bật hết. Mình tật xấu thì mình hơi bị nhiều.
Dạ vâng. Bạc xấu hơi bị nhiều so với là cái tính tốt. Dạ như vậy thì hy vọng là có chương trình lần này nên chắc là mình không dám chia sẻ nhiều. Dạ vâng, nếu như vậy thì có thể là chia sẻ ở phía bên ngoài cũng được. Rồi vậy mình muốn chia sẻ với các anh chị trong công ty như thế này. Dạ. Thì mình muốn gửi đến một lời chúc đến các toàn thể các anh chị em trong công ty. Vì mình cảm thấy một năm cũng đã qua rồi, đúng không ạ? Yeah. Nhưng kế hoạch hành tráng của từng người thì được các anh em đang cố gắng thực hiện một cách tích cực vào những ngày cuối năm. Yeah. Tuy nhiên thì cuộc đời không lúc nào cũng trải thảm đỏ. Nên mỗi bước đi của chúng ta đều có những cái khó khăn nhất định. Và năm nay thì đối với mình đã một năm gặt hái được nhiều, gọi là nhiều nỗi buồn hơn là niềm vui. Nhưng mình cũng mong rằng là năm cũ đã qua, năm mới đến thì mình sẽ gặt hái được nhiều thành công tốt hơn. Và chúc các anh chị trong phòng có thêm nhiều niềm tin, nhiều niềm tin hoặc là nhiều cái nghị lực. Dạ vâng, xin cảm để ơn vượt lời qua. Chúc dạ. Dạ rồi, cảm ơn anh Lộc đã đến với chương trình rồi. VOH. Và qua lời chúc này, qua cái số VOH lần này, hy vọng rằng anh Lộc cũng sẽ tiếp tục là vị thính giả trung thành của VOH trong những số sau nhé. Rồi, dạ, cảm vâng. ơn chị. Nhưng mình muốn gửi thêm một mình muốn gửi cho các anh chị em trong công ty một bài hát. Bài hát rất là ý nghĩa. Dạ. Bài hát có tên là có một câu hát rất ý nghĩa trong bài hát này, đó là ngày ấy sẽ không xa rời. Dạ. Và vâng. vì chúng ta là người chiến thắng. Dạ, nghe quen quen có lẽ là đây là bài Đường đến đỉnh vinh quang, có phải không anh Lộc? Dạ đúng rồi ạ. Dạ vâng, cảm ơn anh Lộc ạ đã đến với chương trình và xin chào anh nhé. Chúc anh một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc ạ. Rồi, cảm ơn VOH. Quý vị thính giả ơi, chúng ta còn nhận một cuộc gọi đến nữa. Bây giờ không biết là vị thính giả nào đây ạ? Xin mời bộ phận kỹ thuật nối máy với vị thính giả cho chúng tôi đi ạ. Alo VOH xin nghe. Alo VOH xin nghe. Dạ alo. Dạ chào chị ạ. Thì VOH rất là chào mừng chị đến với chương trình hôm nay á. Dạ mình xin tự giới thiệu, mình là Hiền đến từ trung tâm HSC. Thì hôm nay đến với chương trình VOH, mình xin gửi lời chúc đến tất cả anh chị dễ thương của HSC nói riêng và toàn thể anh chị trong đại gia đình HBT nói chung một đêm Noel an lành, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc bên người thân của mình. Dạ xin cảm ơn chị ạ. Thì ngoài ra chị có thể chia sẻ thêm đôi chút về kế hoạch chào đón Giáng sinh của mình hay không? Giáng sinh của nay của mình thì mình sẽ ở bên gia đình của mình vì ngày đó cũng là ngày sinh nhật của mẹ mình nữa. Dạ thì VOH nghĩ thì đây là một cái dịp rất là vui của chị, tại vì vừa là Giáng sinh vừa là sinh nhật của mẹ, thì đây là một cơ hội để mà chị có thể là chia sẻ những lời chúc cũng như là những lời giao lưu rất là thân tình. Thì xin cảm ơn chị đã dành thời gian gửi lời chúc đến với các bạn đồng nghiệp. Hy vọng chị sẽ luôn đồng hành cùng VOH trong các chương trình tiếp theo ạ. Rồi, mình cảm ơn ạ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Đường đến đỉnh vinh quang. Đây là món quà của anh Đoàn Đình Lộc đến từ phòng công nghệ đóng gói và chị Hiền đến từ trung tâm HSC gửi tặng cho tất cả các anh chị. Vâng, xin mời các anh chị cùng lắng nghe. Đường đến những ngày bình
Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi vừa nhận được một lời chúc từ chị Kim Anh đến từ chi nhánh Hà Nội. Chị Kim Anh muốn gửi đến bạn có biệt danh Tiger với lời chúc như sau: chúc bạn một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc bên những người yêu thương, và kèm theo đó là món quà tặng mang tên Cơn Gió Lạ do ca sĩ Phương Linh trình bày. Kính thưa quý vị khán giả, chúng ta hãy cùng nhau chào đón vị khách mời kế tiếp ạ. Xin bộ phận kỹ thuật chuyển máy cho MC ạ. Alo, VOH xin nghe ạ. Alo, VOH xin nghe ạ. Alo, chào anh ạ. Dạ, chào chị ạ. VOH rất vui chào đón chị đến chương trình hôm nay ạ. Chị có thể giới thiệu đôi chút về bản thân để các bạn thính giả có thể hiểu thêm hoặc biết thêm nè. Em là Linh ở ngoài chi nhánh Hà Nội, phòng quản trị ngoài chi nhánh Hà Nội ạ. Dạ, chào chị Linh ạ. Thì được biết thì hiện tại chị đang ở Hà Nội, thì chị có thể chia sẻ với các bạn thính giả ở thành phố Hồ Chí Minh thì vào những lễ Giáng sinh như thế này nè, thì không biết là các bạn ở Hà Nội thì thường cái món ăn nào là khoái khẩu nhất không ạ? Tại vì trong những ngày nghỉ lễ kế tiếp thì các anh chị trong đây cũng muốn có cơ hội du lịch ở Hà Nội đó. Có nhiều món lắm anh ạ. Dạ, chị hãy chia sẻ một vài món đặc trưng, và cụ thể ví dụ như là sở thích của chị là những món nào ạ? Nếu anh ra Hà Nội thì tối thì có thể đi uống trà xanh này. Nem cuốn này, phở cuốn này. Dạ thì cảm ơn chị ạ. Thì chắc chắn những món này là sau khi là các anh chị em ở thành phố Hồ Chí Minh du lịch ở Hà Nội thì chắc chắn sẽ phải thưởng thức mới được ạ. Thì lúc đó chắc chắn sẽ nhờ chị làm hướng dẫn viên du lịch ở Hà Nội ạ. Không biết được không hả chị? Dạ được ạ. Dạ. Thì nhân dịp Giáng sinh tới thì chị có muốn nhắn gửi bài hát cũng như lời chúc nào đến với các bạn đồng nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cũng như toàn bộ công ty HBT nói chung không ạ? Dạ có ạ. Nhân dịp Giáng sinh thì em chúc chi nhánh Hà Nội và công ty HBT gặt hái được nhiều thành công. Năm nay ký còn đạt đủ doanh số. Chúc cho phòng quản trị dự án, đặc biệt là đội thầu của chi nhánh Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh không phải làm thầu đêm nữa. Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Dạ xin cảm ơn lời chúc của chị rất là ý nghĩa. Hy vọng chị sẽ luôn đồng hành cùng VOH trong những dịp tiếp theo ạ. Vâng, cảm ơn anh. Dạ. Và ngay lúc này đây chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức ca khúc Mirror of Christmas List.
Quý vị thính giả ơi, chúng tôi cũng vừa nhận được tín hiệu của một vị thính giả đã chờ rất là lâu rồi. Xin mời ban kỹ thuật chuyển máy đi ạ. Alo, VOH xin nghe. Alo, VOH xin nghe ạ. Xin chào VOH. Vâng, xin chào anh ạ. Anh có thể giới thiệu tên và đơn vị công tác đến quý vị thính giả được không ạ? Mình là Bảo, ở phòng kinh doanh tài chính ngân hàng 2 ở chi nhánh Hà Nội. Vậy là chúng ta lại nhận được một vị khách nữa đến từ chi nhánh Hà Nội. Và ngày hôm nay có lẽ là các anh chị ở chi nhánh Hà Nội rất là ủng hộ chương trình VOH đấy ạ. Đúng rồi, đặt từ chiều đến giờ mà không được. Vâng, nhưng mà cuối cùng thì anh Bảo cũng đã được lên sóng và được gửi tặng bài hát rồi đấy ạ. Vậy thì anh Bảo có muốn gửi cái lời chúc thân thương nào bằng chính giọng nói trực tiếp của mình không ạ? Thì mình cũng nghĩ là cái đợt Giáng sinh này thì cũng mong muốn là được tặng tất cả những anh chị em đã có người yêu rồi và chưa có người yêu, những người mà đang yêu và những người sắp cưới, một cái mùa Giáng sinh thật là an lành. Còn gì nữa không hả? Thì cái bài hát đấy chính là cái lời mà mình muốn tặng đến tất cả mọi người ở HSI cũng như là toàn bộ anh chị em cán bộ và nhân viên HPT nhân dịp cuối năm nay. Dạ vâng, cảm ơn anh Bảo ạ. Như vậy thì anh bây giờ ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với cái ca khúc này. Thế nhưng mà anh Bảo có muốn chia sẻ một đôi điều gì nữa không? Ví dụ như là trang trí Noel ở ngoài đó như thế nào? Tại vì trong đây không khí Noel đang rất là nóng và mọi người đèn đường phố là được trang trí rất là đẹp. Thì không biết là ở ngoài có như thế không ạ? Thực ra thì Noel có thể là đến với mọi nhà rồi, nhưng mà đối với phòng mình thì vẫn còn đang chạy số thì cuối năm, nên là cũng không khí Noel của mình cũng chưa cảm nhận được nhiều. Dạ vâng, thế thì bài hát này qua cái ca khúc này gửi tặng đến các anh chị là món quà của anh Bảo gửi tặng đến các anh chị. Nhưng mà riêng VOH thì cũng chúc cho phòng của anh hôm nay sẽ đạt được số và có một cái Tết thật là vui vẻ nhé. Cảm ơn VOH. Cảm ơn chương trình. Vâng, cảm ơn anh Bảo và xin được hẹn gặp lại anh ở những chương trình VOH tiếp theo ạ. Và chúng ta đang được đến với ca khúc My Crown of Christmas List. Xin chào anh ạ. Anh có thể giới thiệu về tên và đơn vị công tác của mình được không? Mình tên là Huy, ở thuộc phòng hệ thống thông tin chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh chị. Dạ vâng, chào anh Huy ạ. Đến với chương trình VOH ngày hôm nay, anh Huy có muốn gửi tặng bài nhạc nào đến quý vị thính giả được không ạ? Mình có một bài hát của nhóm nhạc rất là nổi tiếng là em xin với bài là Merry Christmas Happy Holiday. Dạ. Merry Christmas. Dạ đúng rồi, Merry Christmas Happy Holiday. Merry Christmas Happy Holiday của nhóm nhạc NSYNC. Và đi gửi kèm với ca khúc này, anh có muốn gửi tặng lời chúc nào đến các đồng nghiệp của mình không ạ? Có gì, đầu tiên thì mình xin gửi là lời chúc Giáng sinh tới toàn bộ anh em trong công ty HPT nói chung, anh em phòng hệ thống thông tin
của cả hai đầu chi nhánh là Sài Gòn và Hà Nội. Những người bạn đồng nghiệp cùng làm chung tại công ty HBT. Một mùa Giáng sinh ấm áp. Dạ, vâng, cảm ơn anh Huy ạ. Và anh Huy ơi, thời gian của chương trình cũng không còn nhiều cho nên là phần giao lưu với anh Huy có lẽ là hơi ít một chút xíu ạ. Nhưng mà VOH xin hẹn lại anh ở những số tiếp theo nhé. Rồi. Dạ, vâng, xin cảm ơn anh Huy và xin chào anh ạ. Chúng tôi cũng nhận được tín hiệu từ một vị thính giả tiếp theo ạ. Ở bài hát này, chúng tôi cũng nhận được quà tặng từ anh Nguyễn Quốc Thắng ở phòng hệ thống thông tin chi nhánh Hà Nội, tặng phòng hệ thống thông tin hai miền Nam Bắc với lời nhắn mong muốn có dịp được gặp các anh ở phòng hệ thống thông tin miền Nam. Chúc mọi người một Giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc. Không nhớ không nhầm thì hôm nay chính là ngày quân đội nhân dân Việt Nam, ngày 22 tháng 12 đó Thanh. À đúng rồi đó, tính đố Phong mà ai ngờ Phong cũng biết ha. Hôm nay là ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam ngày 22 tháng 12 và cũng nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày thành lập từ ngày 22 tháng 12 năm 1944 đến 22 tháng 12 năm 2011. Ban biên tập VOH cũng xin được gửi đến tất cả các anh chị cựu quân nhân lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, tràn đầy niềm vui cũng như một năm mới hạnh phúc và thịnh vượng nhé. Xin cảm ơn tất cả các anh chị cựu quân nhân đã cống hiến hết sức mình trong thời bình cũng như trong thời chiến cũng như trong thời bình ngày hôm nay để cho chúng ta có được một đất nước như ngày hôm nay đó. Và chúng ta sẽ quay trở lại với chương trình VOH. Xin mời quý khán giả tiếp theo đi ạ. Đợi vị thính giả tiếp theo, không biết chúng tôi đang chờ đợi vị thính giả tiếp theo, không biết là ai đây. Alo VOH xin nghe.
Alo, VNH xin nghe ạ. Alo, xin chào, mình là Trâm bên Hát Shop. À, chào chị Trâm, VNH rất vui chào đón chị đến với chương trình hôm nay. Thì chị có thể giới thiệu đôi chút về bản thân và công việc hiện tại của mình hay không? À, chị đừng có đừng có ngại, không sao đâu ạ. Mình là Trâm, là nhân viên mới bên Hát Shop. Hôm nay mình mình muốn yêu cầu ca khúc Never Had a Dream Come True. Dạ. Yeah. Thì ngoài ra chị Trâm có muốn chia sẻ lời chúc nào đến với các anh chị đồng nghiệp của công ty không ạ? Mình muốn gửi ca khúc này đến bạn Kỳ Phong, mong bạn có một cái đầu tiên thật là ấn tượng. Dạ, yeah, cảm ơn chị Trâm ạ. Thì trời, muốn chúc cho bạn Chi có một nơi ấm áp, rồi chúc cho Hát Shop tạm thời quăng đi mọi gánh lo để vui một cái Noel ấm áp và trọn vẹn. Xin hết ạ. Dạ, xin cảm ơn chân chị ạ. Thì chắc chắn với lời chúc của chị, các anh chị đồng nghiệp ở HBT sẽ rất là vui, cũng như là quan trọng nhất là các anh chị ở Hát Shop sẽ càng vui hơn. Thì hy vọng chị sẽ luôn đồng hành cùng VNH trong các chương trình tiếp theo ạ. Dạ. Và ngay lúc này đây, chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức ca khúc Never Had the Dream Come True do chị Trâm tại trung tâm Hotshop chia sẻ. Everybody's got something they had to leave behind. One regret from yesterday that just seems to grow with time. There's no use looking back or wondering how it could be now or might have been. All this I know, but still I can't find ways to let you go. I never had a dream come true till the day that I had a dream come true till
Kính thưa quý vị thính giả, vậy là 60 phút của chương trình đã gần kết thúc. Xin được gửi đến các anh chị lời nhắn của anh Hoàng Ngọc Thành ở phòng tư vấn như sau. Mình mong rằng tất cả thành viên HBT sẽ luôn mãi trẻ, mãi xinh tươi, đặc biệt là các chị em trong công ty, và có một sức khỏe dồi dào để tiếp tục cho năm 2012 sôi động và phát triển hơn. Chúc mọi người một Giáng sinh ấm cúng và tràn đầy hạnh phúc. Và chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đến từ phòng FSI, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, cũng gửi tặng bài Qua đêm nay, gửi đến tất cả các thành viên thân yêu của gia đình HBT. Với những giai điệu vui vẻ của bài hát, chị Hạnh gửi đến mọi người lời chúc. Chúc tất cả mọi người một mùa Giáng sinh an lành và năm mới hạnh phúc bên gia đình, bạn bè, đặc biệt là với các cộng sự luôn kề vai sát cánh của mình ở HBT trong suốt thời gian qua. Ngoài ra, VOH xin được gửi ca khúc Qua đêm nay cũng là món quà của thính giả Trịnh Quốc Bảo gửi tặng đến các anh chị chi nhánh Hà Nội vừa rồi. Đây cũng là món quà của VOH được gửi đến tất cả quý vị thính giả. Chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Qua đêm nay. Là dịp bạn và những người xung quanh tận hưởng những giây phút ngọt ngào của tình yêu thương. Đừng đóng chặt trái tim mình, hãy mở cửa trái tim để biết rằng giữa mùa đông mình vẫn thấy ấm áp. Tặng bạn niềm vui để bạn ngọt ngào, tặng bạn nụ cười để bạn rạng rỡ, tặng bạn nhiều điều tốt lành để bạn mãi là người bạn thân yêu của VOH. Chúc cho Giáng sinh này đặc biệt đến nỗi bạn sẽ không bao giờ còn cảm thấy cô đơn nữa và luôn có những người thương yêu bên cạnh. Khi một cánh cửa đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Nhưng dường như chúng ta cứ ngắm mãi cánh cửa đóng mà không hề nhận ra cánh cửa kia đang mở. Cánh cửa của năm 2011 đang dần đóng lại với những niềm vui, nỗi buồn đã qua. Chỉ còn vài ngày nữa, cả thế giới sẽ cùng chạm tay vào cánh cửa mới. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại một năm qua, gọi lấy niềm vui và hy vọng
để làm hành trang bước sang một năm mới tràn đầy nhiệt huyết và sức sống. Vậy là thời gian của chương trình đã trôi qua, 60 phút của chương trình đã kết thúc. VOH xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã lắng nghe và tham gia giao lưu cùng với chương trình. VOH cũng xin cảm ơn phòng hệ thống thông tin đã hỗ trợ kỹ thuật với những công nghệ tiên tiến nhất giúp VOH thực hiện thành công số kỷ niệm một năm này. Chúc cho tất cả các bạn thính giả của VOH tình yêu, niềm tin và khát vọng. Thân chào tạm biệt và xin được hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt.